Hello cả nhà ơi, Tina Channel xin kính chào cả nhà nha. Và một ngày mới, Tina Channel xin chúc cả nhà mình luôn luôn được sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng, làm ăn thì đã thành công, phát tài, phát đạt như cả nhà, an lành. Hello my lovely friends, Tina Channel welcome you and for a new day, Tina Channel wish you the happiness and the healthiness to you, to your family, and the will be the best job and career to everybody. Always big smile and happy. Cả nhà ơi, hôm nay Tina xin chia sẻ với cả nhà nha, là Tina sẽ nấu một nồi chè nho nhỏ, ăn cho nó mát. Đây là Tina có là đậu xanh, Tina nấu với đậu xanh nè. Bột phai, bột phai, rồi đậu nha cả nhà, đậu phộng Tina luộc rồi, mấy món này Tina đã luộc hết rồi, bây giờ chỉ cần nấu lợi ngon ăn thôi. Và Tina có một lon nước cốt dừa, rồi Tina sẽ nấu với sữa tươi nha cả nhà. Đó, Tina sẽ hầm với sữa tươi, rồi Tina lại có thêm một chai trà sữa, chè sữa gì rất là ngon ngọt luôn đó, Tina sẽ thêm vô nữa. Đó là có nghĩa là một nồi chè gồm là có như vậy. Đó, như vậy nha cả nhà, là trời ơi ăn là rất là ngon luôn nha cả nhà. My friend, today I want to share with you, I'm going to make a Vietnamese sweet dessert. So I have a rainbow gummy cooking, and I have peanuts I already boiled, and I have unshelled green beans, and then I have a coconut cream, and then I have like kind of like a milk tea, and then I have a fresh milk. So all these ingredients is so yummy, healthy, refreshed Vietnamese dessert. So I'm going to put this in pot and then I'm going to cook. Ok cả nhà ơi, bây giờ Tina bắt đầu bỏ đồ vô trong nồi, Tina sẽ nấu một nồi chè nha cả nhà. Ok my friend, I'm going to start right now. I'm going to put in pot and then I'm going to pour in fresh milk, and then I'm going to cook to make this, you know, all this will be very soft, and then I'm going to add coconut, and then finally I'm going to pour the milk tea. Okay, so I'm going to do it right now. I put it in. Nó một nồi chè ăn rất là ngon luôn cả nhà ơi. Bỏ xong rồi Tina sẽ để vô tủ lạnh, rồi mỗi ngày Tina sẽ ăn một ly. Đó, Tina sẽ bỏ đá vô Tina ăn. My friend, I'm cooking Vietnamese dessert, and then I'm going to put in the refrigerator. So I'm going to enjoy myself one glass every day. I can add ice to make it cold, you know, taste good. In now. Okay, now I'm going to pour milk. Cả nhà ơi, Tina sẽ hầm chè bằng nước sữa tươi nha cả nhà. Okay, cả nhà ơi, đây là một ôi không được rồi. Đó, bây giờ Tina sẽ bắt lên lò. My friend, I'm going to cook it right now. Okay, I'm going to cook like about let's do half an hour. Okay. Cả nhà ơi, đây nồi chè Tina đang nấu cả nhà ơi, đang sôi nùng nục luôn, đang hầm chè ngon quá luôn. My friends, look how boil
the Vietnamese dessert here. Wow, look, it's so boiled, look so good. Cả nhà ơi, nhìn thấy ngon quá. Một chút xíu nữa Tina sẽ bỏ nước cốt dừa vô nha cả nhà. Là nhìn rất là ngon luôn. My friend, later I'm going to put the coconut in. So it will be look very, very good, yummy, wow. Hello cả nhà ơi, đây là chè Tina đã nấu xong rồi. Bây giờ Tina múc ra ly rồi cả nhà nha. Đó, chè đen còn nóng rất là ngon lành nha cả nhà. Thì Tina nấu đây, cả nhà ơi, đây là có đó, đậu phộng nè, bột phai nè, đậu xanh nè. Tina nấu với Tina hầm với sữa, Tina nấu với nước sữa với lại nước cốt dừa nha cả nhà. Rất là ngon. Ở đây là còn ly chè này là vẫn còn đang nóng nha cả nhà. Đó, còn nếu như mà cả nhà mình muốn ăn có nước đá thì cả nhà mình bỏ nước đá vô nha cả nhà. Còn cái này là ly chè Tina đang còn để nóng. Hello my lovely friends, this is the dessert I share with you. So I have peanuts, green bean and rainbow gummy. So I cook with fresh milk and coconut, and now it's still hot in here, but you can put ice in to make it a refresh cool dessert. It's very good and yummy. So okay my friend, this is I'm sharing you, I cooking Vietnamese sweet dessert. Cả nhà ơi, thì Tina cũng phê với cả nhà là Tina nấu chè, một nồi chè rất là đơn giản, ăn cho vui. Thì nếu như thích ăn nóng thì ăn, còn ăn bỏ đá thì ăn cả nhà ha. Ok, thì Tina chỉ biết nấu tới đó thì xin cả nhà cũng thông cảm nha. Nhưng mà lúc nào Tina cũng thành thật cảm ơn cả nhà cũng thương yêu Tina, ủng hộ Tina. Thôi một lần nữa Tina xin thật cảm ơn. Tina xin hẹn cả nhà video kế tiếp. My friend, thank you so much for being support and watching my video. I love you. I will see you next video. Bye bye.